Đây là 7 ưu điểm của két sắt Hòa Phát KS50LDT. Thứ nhất là két sắt được bảo mật bằng mã số điện tử và hộp pin là hộp pin bên ngoài. Bạn có thể mở két bằng chìa khóa chính kết hợp với mã điện tử. Ngoài ra, két sắt còn có chìa khóa khẩn cấp để mở két khi mà quên mã hoặc là hết pin. Thứ hai là két sắt có tính năng chống cháy, có thể bảo vệ tài sản của bạn không bị hỏng khi mà hỏa hoạn xảy ra. Thứ ba là kích thước của két sắt thì có chiều cao là 38 cm, chiều ngang là 48 cm và chiều sâu là 40 cm và có khối lượng là 50 kg. Thứ tư là bạn có thể dễ dàng mở két sắt bằng cách bấm thăng, bấm mã số, bấm thăng và xoay chìa khóa, và các bạn có thể đổi mã theo ý muốn của mình. Thứ năm là nội thất của két sắt được chia làm hai ngăn, cái khay ở trên là để trang sức, còn cái khay ở dưới là để cái file playback. Thứ sáu là két sắt thì được bảo hành là 3 năm và được giao hàng vận chuyển trên toàn quốc. Thứ bảy là giá của két sắt thì đang được khuyến mại là 3.350.000, giá chưa bao gồm VAT. Két sắt thì thường thường được sử dụng cho gia đình và văn phòng. Bạn có thể để ở trong tủ, để ở ngoài hoặc là để dưới gầm bàn, rất là phù hợp. Và nếu bạn muốn mua một chiếc két sắt Hòa Phát mà chống cháy, bảo mật bằng mã điện tử thì hãy để lại thông tin bên dưới. Bên mình sẽ lắp đặt và vận chuyển tới nhà. Xin cảm ơn.